Em Trường Anh Auto gửi lời chào đến toàn thể tất cả các anh chị nha. Đây là cái con Lanos đời 2002 nè. Dòng này dòng Daegu bản số 56N1579, con này đầu 4 số anh chị nha. Con này bên em đã đưa qua công nghệ xử lý 4.0 làm đẹp hết toàn diện rồi. Có một chỗ này nó bị chóc ra nè, chỉ có đúng một chỗ này thôi anh chị nha. Nó bị chóc ra, bên em chưa có thời gian đi dặm lại, nhưng mà anh chị nào mua Trường Anh cũng phải dặm lại chỗ này cho anh chị nha. Hai cụm đèn sau của em nó đây còn rất mới anh chị ạ. Bản số nó cũng còn rất là mới. Anh chị ở Sài Gòn mua con xe này rất là thích hợp nha. Vì bản số ở Sài Gòn luôn, 56 bản số Sài Gòn anh chị ạ. Cản sau của nó đây nè. Đó, nước sơn đây, rất là bóng nha. Đây là phong dáng của con Lanos. Bốn vỏ nè, vỏ sau còn được 50% mâm đúc, chủ nhà đã thay mâm đúc rồi nha anh chị nha. Gầm bề ở trong nè, không một xíu một mọt anh chị nha. Gầm bề đây ạ, đó gầm bề trong con xe nè. Đây là dòng xe cỏ tập chạy tập lái đến với tay người tiêu dùng anh chị nha. Mấy chục triệu có thể che nắng che mưa, chở gia đình đi chơi rất là ok luôn ạ. Form dáng của con xe đây, vỏ trước là vỏ đúc nha, còn được 80% anh chị ạ. Mâm đúc luôn nè, gầm bề ở trong nè. Đó là nguyên bản tay con xe đây, máy móc nè, bên em đã đưa qua công nghệ xử lý toàn bộ rồi, mới len keng luôn chị nha. Con này 1, 2, 3, 4 máy, con này xài 4 cái bếp full, mức độ tiêu hao nhiên liệu nó nằm tầm 7 lít trên 100 cây nha. Đây là cổ ga nè, phong dáng con xe sóng lường nè, không có dấu hiệu là đâm đụng hay cứng đụng con xe nha. Xe này người ta sơn lại một màu trắng ngọc trinh rất là mới luôn rồi. Sóng dằn trước của nó là hộp cầu chì nguyên bản theo xe đây ạ. Cột là trụ của nó là anh chị coi, là trụ là nguyên bản luôn. Máy móc rất là sạch sẽ anh chị thấy không, nguyên bản theo xe hết nhá. Đó, dòng này là dòng đời 2002, nó cũng là dòng đời cổ thôi, tập chạy tập lái thôi, hoàn hảo 100% thì chắc chắn là không hoàn hảo được đâu anh chị nha. Xe có sao thì Trường Anh nói luôn và nói thẳng như vậy nhá. Và phong dáng con xe đây, che nắng che mưa chở gia đình đi đi chơi ok lắm. Con này đăng kiểm đến tháng 3 năm 2020. Đây là Trường Anh quay cái nội thất cho anh chị xem nè, có bị cửa nè. Con này bản SX anh chị nha, đây nè, vòng nè, vòng bản SX nè, nó bị cửa nè, nỉ là nguyên bản đầu xe nhá. Đời 2002 mà nó là ghế nỉ anh chị nha. Xe này là không có một xíu dịch vụ luôn. Đây nè, ghế nỉ nè anh chị. Ghế nỉ nguyên bản đầu xe nè. Đây ạ. À. Đó, ghế nỉ nè. Tắp bị cửa nè. Trước kính bấm, sau là quay tay anh chị nha, tắp lo nè. Không có một dấu hiệu là khoan đục khoét gì con xe này nhá. Đó, phong dáng của con Lanos đời 2002, ghế nỉ á. Máy lạnh là trang bị theo chủ nhà là chỉ có một cái đầu CD nghe nhạc thông thường thôi nha anh chị nha. Ngoài ra cũng chưa có độ gì ạ. Đây nè, phía sau nè, chiếc kính bấm sau quay tay nè. Đó, ghế nỉ nè, không có dấu hiệu là mục mọt anh chị nha. Không có rách rưới gì hết ạ. Con này mua về anh chị là chỉ việc sử dụng thôi. Lót sàn của em nó đây anh chị. Lót sàn của em nó nè. Đó, lót sàn của em nó đó. Đây ạ, à, tắp bi cửa sau đây. Quay tay nè. Quay tay nè, nó quay tay rất là nhẹ nhàng nha anh chị nha. Dòng Lanos này là trước kính bấm sau là quay tay nguyên bản theo xe nhé. Còn anh chị nào mà thích về mà độ 4 kính bấm thì anh chị bỏ ra cỡ tầm chiều rưỡi, chiều 7 nữa là anh chị độ một cặp kính bấm ở phía sau này nhé. Đó là xe nguyên bản theo xe đó. Trần nỉ, trần nỉ nguyên bản hết anh chị ạ. Đây, Trần Anh quay luôn phần gầm cho anh chị coi nhé. Chất đóng cửa rất là liền lạc nè anh chị ạ. Một màu trắng ngọc trinh. Anh chị có xe cỏ cứ alo trực tiếp cho Trần Anh nhé. Trần Anh sẽ tới tận nơi thu mua tất cả các mẫu xe mà anh chị muốn bán ạ. Giá cả hợp lý để đến với tay người tiêu dùng luôn anh chị nhé. Đây là gầm bề con xe đây ạ. Đây nè anh chị, gầm bề nè. Đó, gầm bề con xe đó. Không có một xíu mục mọt anh chị thấy không. Gầm bề nè,
nguyên bản luôn, máy móc nó được khô ráo. Đó, máy móc của con xe đây. Nó rất là khô ráo anh chị thấy không? Không có một xíu một bọt gì anh chị nhá. Đó, phòng diện đó. Đó, chiếc xe tập chạy tập lái đó anh chị. Trợ lực lái rất là nhẹ. Là Note 202 bản SX nha anh chị nha. Cần anten nè. Cần anten nguyên bản cho xe, đèn là còn rất mới nè. Bốn vỏ đẹp như nhau nha. Đây nè. Vỏ này cũng còn được 80% nè, có một cái vỏ nó bị mòn thôi. Qua thời gian 5 tháng thì nó có bị chầy cái lớp tấp xi của cái mâm thôi anh chị nhá. Đó, gầm nè. Không có xíu mùng mọt anh chị thấy không? Chừng anh vô chừng anh test phần máy cho anh chị xem nhé. Đây ạ. Chức năng báo cửa nè. Còn nguyên bản anh chị nhá. Chức năng báo cửa nè. Đó, chức năng báo cửa trên con xe La Note 202 đây, báo thắng tay nè. Còn nguyên bản luôn. Con này bạn đủ nha, báo xăng, báo nhiệt, báo nhớt, báo bình, báo thu máy nè. Đó, mọi thứ chức năng nè. Đây ạ, đèn còi nè. Trợ lực lái nè, ngồi một chỗ xe vô lăng nè, rất là nhẹ nhàng anh chị thấy không? Bạn nghe thấy ít đó. Đây ạ. Trước kính bấm, sau quay tay nè. Đó, kính bấm đây. Đây là anh chị. Trước kính bấm, sau là quay tay nhé. Chừng anh đóng phần máy lạnh vô em test cho anh chị xem nè. Máy lạnh nè, mở phải có lạnh luôn anh chị ạ. Lạnh buốt luôn á. Đây nè, mở anh chị thấy gió rất mạnh không? Có hơi lạnh luôn rồi nè. Nhạc nhóm âm thanh ok, hết mua về là sử dụng thôi. Là nguyên bản con số của nó nè. Đó, con số của con La Note đây. Chiếc máy nổ rất là êm ạ. Chừng anh test phần máy cho anh chị xem nhé. Máy là không có xíu đổ hơi luôn. Đây ạ. Máy đang hoạt động nè. Máy nổ rất êm anh chị nha. Máy đây. Đó, xe chiếc máy đang nổ nha. Em đang đóng máy lạnh luôn ạ. Đó, máy đang nổ nè anh chị thấy không? Máy nổ rất là êm nha. Xe không có xíu độ hơi nè anh chị coi nè. Đó, anh chị thấy không? Xe không một xíu độ hơi luôn nha. Không một tí độ hơi luôn. Con này 1, 2, 3, 4 cây bori nha. 4 cây bori riêng dòng Regu La Note này là xài của IC. Đây là cụm IC của nó nè. 4 cụm IC với cái 4 cụm bori nha anh chị nha. Bếp full là 1, 2, 3, 4 rồi. Đây là cổ ga nè. Toàn bộ cổ ga anh chị nha. Xài bơm xăng á. Bơm xăng có nhiệm vụ là đẩy lên nha. Đẩy lên để đốt toàn bộ xăng để máy hoạt động anh chị nhá. Đó, dàn lạnh nè. Mở ra là dàn lạnh luôn nè. Em sờ giống lạnh là có rồi. Mua về anh chị chỉ việc sử dụng thôi à. Máy nổ thì thầm mùi xuân luôn. Đó, một lần nữa anh chị nào mua thì cứ alo trực tiếp cho Trần Anh Ô Tô. Một lần nữa em xin cảm ơn ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.